tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn thực hiện mạnh mẽ nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, có chỉ tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Đây là cơ hội mới để đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, so với các vùng miền trong cả nước, lượng phân bón sử dụng ở đồng bằng sông Cửu Long hơn 42%, lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa học sử dụng hơn 72%. Những con số này vẫn còn rất cao. Để phát triển một nền nông nghiệp xanh, hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường, trong đó, việc dùng các chế phẩm trong sinh học được xem là ứng dụng của khoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả cao trong trồng trọt, có nhiều sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Xuân Hiền xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên đề Sức mạnh sinh học. Chuyên đề cung cấp nhiều giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Thưa quý khán giả, hiện nay sự phát triển nền nông nghiệp ở nước ta đang đi vào thâm canh cao với việc sử dụng chế phẩm sinh học trên cây trồng là xu hướng chung. Việc sử dụng chế phẩm sinh học làm cân bằng hệ sinh thái trong đất, hệ vi sinh vật, đặc biệt là vừa tiết kiệm chi phí canh tác cho nông dân, vừa đảm bảo năng suất chất lượng. Đồng hành với chuyên đề ngày hôm nay, Xuân Hiền xin được giới thiệu. Bên cạnh Xuân Hiền là anh Thiện ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm về việc sử dụng chế phẩm sinh học trong canh tác lúa. Dạ, em chào anh Thiện ạ. Rồi, chào anh Xuân Hiền, chào khán giả. Dạ, anh ơi, theo anh thì việc sử dụng chế phẩm sinh học sẽ có những lợi ích gì anh hả? Theo tôi thì sản phẩm sinh học giúp cho mình an tâm, an toàn. Vì trong đảm bảo trong hạt gạo nó không còn tồn động quá chất. Và khi mà mình phun xịt đó, thì không ảnh hưởng đến con người và vật nuôi, và sản xuất ra được hạt gạo đến người tiêu dùng thì nó sạch, không còn tồn động quá chất để người tiêu dùng an tâm. Dạ anh Thiện ơi, ruộng lúa nhà mình thì anh đang sử dụng giải pháp sinh học nào, anh có thể chia sẻ với quý khán giả theo dõi chương trình. Tôi thì đã sử dụng sinh học thì cũng nhiều năm rồi, nhưng mà tôi tâm đắc nhất là bộ ba sinh học của Tân Thành, đó là Latti, Chubica, Lacasuto. Latti thì tôi sử dụng nhiều lần trong vụ xử lý giống, rồi để nhánh nuôi đồng, giúp cho cây phát triển bộ rễ để cường lực cho cây. Rồi còn Chubica thì tôi sử dụng chỗ lẹt sẹt và chỗ đều để giúp cho cây nó chống lại nấm bệnh, đặc biệt đó là phòng ngừa lem lép hạt. Lacasuto tôi sử dụng lúc công trái me để tăng năng suất, đạt hiệu quả cao. Dạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Thiện. Chúc cho anh có vụ mùa thắng lợi ạ. Và ngay sau đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình để nghe những chia sẻ từ kỹ sư Trần Thành Nhân, chuyên viên kỹ thuật khu vực Đồng Tháp, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành về quy trình canh tác sử dụng chế phẩm sinh học. Nói về quy trình sức mạnh sinh học trong canh tác lúa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành xin giới thiệu đến bà con bộ ba giải pháp sinh học đã và đang được đông đảo bà con nông dân tin tưởng và sử dụng trong thời gian qua, với những tính năng vượt trội cũng như là giúp bà con đạt được những cái hiệu quả mà bà con mong muốn. Đặc biệt hơn, những sản phẩm này chiết xuất 100% từ thiên nhiên, không gây nóng lúa, không gây độc hại cho người trực tiếp sử dụng và tuyệt đối an toàn cho môi trường sống của chúng ta. Và đó chính là bộ ba sản phẩm Platimula 1SL tốt rễ chống mùa. Sản phẩm thứ hai chính là sản phẩm Chubica 1.8SL dày lá kháng bệnh, và sản phẩm Lacasuto 4SB chắc cậy đậy bông không lo nhót lúa. Đầu tiên nhân xin được nhắc đến trong quy trình sức mạnh sinh học, đó chính là sản phẩm Latimula 1SL tốt rễ chống mùa. Thì bà con mình biết đó, bộ rễ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Thì bộ rễ nó có vai trò là hút nước để mà duy trì sự sống của cây. Bên cạnh nó cũng có một cái vai trò, đó chính là hấp thu dinh dưỡng để mà cho cây là sinh trưởng phát triển để tạo năng suất về sau. Và còn một vai trò thứ ba nữa chính là giúp cho cái cây lúa đứng vững để chống nổ ngã. Thì từ những cái vai trò này thì nếu mà bộ rễ nó suy yếu thì cây lúa chúng ta cũng sẽ yếu theo. Còn nếu mà bộ rễ khỏe thì cây lúa chúng ta cũng sẽ khỏe theo và để phát triển để tăng năng suất về sau. Thì do đó mà khi bà con nông dân chúng ta, ngoài cái chuyện là chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa đó, thì bà con chúng ta cũng nên
xử lý thêm cái sản phẩm Lactimula 1SL vào những cái thời điểm quan trọng. Và ở đây là công ty Tân Thành chúng tôi khuyến cáo bà con là ba thời điểm chính. Thứ nhất đó chính là ở cái thời điểm là bà con mình xử lý giống. Thì như cái hộp giống chúng ta như thế này đi, thì khi chúng ta xử lý cái sản phẩm Lacti này vào thì nó chuồn sức cho hạt giống. Thì hạt giống ta lúc nào khi mà chúng ta ngâm ủ xong bà con mình thấy nó sẽ có một cái mầm và nó có một cái rễ như thế này. Khi chúng ta tác động sản phẩm Lacti này thì cái mầm lúa này nó sẽ vươn lên nhanh hơn khi chúng ta xuống đất. Lúc này nó sẽ tránh được những cái điều kiện thời tiết bất lợi, ví dụ như là bị ngập úng. Thì cây lúa mà khi cái hạt giống ta có tác động Lacti thì nó sẽ vượt lên trước những cái hạt giống khác. Còn do cái bộ rễ cũng vậy, thì chúng ta xử lý Lacti thì cái rễ này nó sẽ nhanh chóng nó bắt đất và nó bám đất nhanh hơn. Lúc này nếu mà có gặp mưa bão thì cũng tránh cái hiện tượng đùn giống, hoặc là khi bị chết hoặc là sốc cái nhiệt đó thì cái cây lúa cũng sẽ dễ vượt qua hơn. Rồi ở cái giai đoạn mà chúng ta để nhánh đó, thì bà con xử lý trước cái cử phân thứ hai. Lúc này là sẽ cho cái bộ rễ cây lúa phát triển nhiều, ra nhiều rễ trắng hơn và rễ nó ăn sâu, ra nhiều lông hút. Lúc này là sẽ tăng cường tối ưu hóa cái khả năng mà cái cây lúa là ăn được nhiều cái dinh dưỡng ở trong đất. Thì từ cái những cái dinh dưỡng này nè, bà con mình biết nó sẽ nuôi cho cái cây lúa nó phát triển nhiều chồi hữu hiệu. Và mỗi chồi hữu hiệu ở đây là chúng ta sẽ thấy là sẽ ra một cái bông. Thì mỗi chồi hữu hiệu sẽ ra một cái bông hữu hiệu và lúc này là sẽ góp phần để tăng năng suất về sau. Ở cái thời điểm mà làm đồng đó, trước cử phân đồng đó, thì cái Lacti là nó tác động là gì? Nó tác động những phần non như là phần rễ non nè, chồi non, hoặc là cái đồng đồng đó là cái tim đèn đó. Chúng ta phun cái sản phẩm Lacti này vào, nó sẽ tác động vào cái tim đèn này, làm cho cái tim đèn này nó phát triển nhanh hơn và nó cho đồng to bông bự. Thì đồng to tức là nó cho ra nhiều hạt và nhiều vé. Thì từ đây nó sẽ là một cái tiền đề, một trong những cái yếu tố mà góp phần tăng năng suất lúa cho chúng ta về sau. Ngoài ra sản phẩm Lacti á bà con thì còn giúp cho tăng cường cái khả năng trao đổi chất trong cây diễn ra một cách mạnh mẽ, giúp cây lúa tận dụng triệt để các nguồn dinh dưỡng ở trong đất. Từ đây giúp bà con chúng ta tiết giảm được 20% lượng phân bón cho cả vụ và giúp bà con chúng ta là giảm đáng kể chi phí đầu tư, giúp chúng ta tăng lợi nhuận. Thì song song với đó, sản phẩm Lacti còn giúp cây lúa khỏe mạnh, là tăng đề kháng đối với bệnh vằn lùng và phục hồi nhanh sau các tổn thương do các điều kiện bất lợi của môi trường hoặc là do bệnh hại. Vì vậy mà ngoài những cái giai đoạn chính mà chúng tôi khuyến cáo bà con, thì bà con chúng ta có thể xử lý Lacti ở bất cứ thời điểm nào, kể cả khi mà cây lúa nó có bị bệnh đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có thể xử lý sản phẩm Lacti với liều lượng là 30ml cho bình máy 25 lít, thì để trợ lực cho cây lúa. Vì đây là một cái sản phẩm sinh học là không chứa đạm và hoàn toàn là chúng ta đây là không phải là phân bóng lá, và con chúng ta cứ yên tâm sử dụng sản phẩm Lacti để cho cây lúa là phát triển vượt trội. Tiếp theo trong quy trình sức mạnh sinh học và nhân muốn nhắc đến bà con, đó chính là sản phẩm Chubeca 1.8SL dày lá kháng bệnh. Khi chúng ta xử lý cái sản phẩm Chubeca này vào thì sẽ giúp cho bộ lá đồng dày và thẳng đứng. Sản phẩm có cơ chế tác động là kích kháng giống như một cái loại vaccine phòng bệnh. Sử dụng sản phẩm Chubeca sẽ kích hoạt bản thân nội tại cây lúa, sản sinh ra các enzyme góp phần là cô lập vết bệnh do nấm khuẩn tấn công, ngăn ngừa sự lây lan của mầm bệnh với hiệu lực kéo dài. Sản phẩm Chubeca còn giúp vận hành các quá trình sống trong cây diễn ra một cách mạnh mẽ, giúp vết thương mau liền sẹo. Dùng Chubeca, bà con sẽ quản lý được bệnh lem lép hạt. Bên cạnh đó, sẽ bổ trợ phòng ngừa được các đối tượng bệnh hại như là đạo ôn, khô vằn và trái bì lá. Thì sản phẩm Chubeca chúng ta sẽ xử lý được ở hai thời điểm lúa chỗ sẹt và lúa chỗ đều với liều lượng là 60-70ml cho bình máy 25 lít. Sản phẩm thứ ba trong quy trình sức mạnh sinh học mà Nhân muốn nhắc đến quý bà con, đó chính là sản phẩm Lacasuto 4XB chắc cậy đại bông không lo nhóc lúa. Sản phẩm Lacasuto 4XB có tác động như một nguồn năng lượng, giúp lá đồng xanh bền bỉ, ức chế quá trình lão hóa trong cây, đẩy mạnh cái quá trình quang hợp để tạo tinh bột trong cây diễn ra một cách mạnh mẽ, giúp gạo vô liên tục, chắc tới cậy, tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông, từ đây là giảm hao nhót và thất thoát sau thu hoạch. Từ những cái yếu tố này sẽ giúp cho lúa là tăng năng suất từ 500 đến 900 kg trên 1 hecta. Thì bên cạnh đó, sử dụng sản phẩm Lacasuto 4XB còn giúp thương lái yên tâm về mặt chất lượng gạo, bởi vì chúng ta sử dụng sản phẩm Lacasuto này sẽ giúp cho gạo vô bằng cái tinh bột thật sự, hạt sáng bóng, no đầy, không tích nước. Khi chúng ta xay sát sẽ đạt được tỷ lệ xay sát cao và từ đây là tăng hiệu quả kinh tế và thương lái yên tâm khi mua lúa có sử dụng sản phẩm Lacasuto. Bà con có thể sử dụng sản phẩm Lacasuto 4XB với liều lượng là gói 18g cho một bình máy 25 lít và chúng ta xử lý ở giai đoạn lúa công trái me. Kính thưa bà con, trên đây là toàn bộ quy trình sức mạnh sinh học của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành
với sự kết hợp bổ trợ của 3 sản phẩm Platimola 1SL, sản phẩm Chubica 1.8SL và sản phẩm Lakasuto 4XB giúp lúa tăng năng suất. Thì kết hợp thêm những giải pháp quản lý dịch hại khác của công ty Tân Thành thì Nhân mong rằng sẽ mang lại cho bà con nông dân chúng ta sự yên tâm tuyệt đối trong vấn đề canh tác lúa cũng như là thân thiện với môi trường. Và kính chúc bà con nông dân chúng ta có nhiều sức khỏe và làm ruộng trúng mùa, bán được giá cao. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Nhân với những chia sẻ vừa rồi về quy trình canh tác sử dụng chế phẩm sinh học. Chương trình cũng có ghi nhận ý kiến thực tế của một vài nông dân. Mời quý khán giả theo dõi. Từ khi giai đoạn xử lý giống tới để nhánh tới làm đồng thì trước mỗi cứ phân 2-3 ngày tôi thường sử dụng lát ti. Khi phun lát ti thì tôi thấy rễ trắng ra nhiều, rễ ăn sâu, đẻ nhánh tốt, tăng trội hữu hiệu, cây mập. Giai đoạn làm đồng thì cho đồng to bông bự, áp dụng theo khuyến cáo của công ty thì tôi giảm được một lượng phân bón, tiết kiệm được chi phí nhưng không ảnh hưởng đến năng suất của vụ. Sau khi mình phun Chubica của Tân Thành rồi mình đi thăm ruộng, cái lá lúa nó dày và ít bệnh hại và có năng suất, và tôi thích Chubica của Tân Thành. Sử dụng Lakasuto của công ty Tân Thành giúp lúa tôi tăng năng suất vì lúa ít hao nhót, hạt lúa sáng chắc, không no giả, không tích nước. Vì vậy tôi rất thích sử dụng Lakasuto của công ty Tân Thành. Bà con muốn biết là trong cái thời gian vừa qua đó, chúng ta sản xuất nông nghiệp đó lại dựa vào cái gọi là cái công nghiệp hóa học. Nên cái chữ an toàn nó thực hiện rất là khó. Thì ngày hôm nay với những cái chế phẩm mà sinh học, bà con cũng biết đó là nó rất là gần gũi lại với môi trường, nghĩa là cái độc hại có thể nó ở cái mức thấp nhất cho cái người sử dụng, và đồng thời cái sự lưu tồn của các cái chất độc hại mà trên cái sản phẩm mà khi được sử dụng về chế phẩm an toàn đó thì gần như là không có. Là bởi vì á, cái nguyên liệu mà để người ta làm ra cái chế phẩm sinh học này đó thì bà con nông dân biết đó là từ sinh vật. Sinh vật đây có nghĩa là từ thực vật, người ta trích ra có thể là từ thực vật, rồi có thể là từ động vật. Nên đó rất là thân thiện với môi trường, không độc hại cho nhà nông của mình trong quá trình sử dụng cũng như là không lưu tồn trên sản phẩm. Và đây cũng là một cái xu thế mà chúng tôi thấy rằng là ngay cả ở thị trường ở ngoài nước cũng như là trong nước, người tiêu dùng đang đòi hỏi cái này. Và chắc chắn rằng trong cái tương lai đó, phát triển cái nền nông nghiệp của mình phải dựa vào cái chế phẩm sinh học này để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể vừa ngon mà vừa lành cho cái người tiêu dùng. Thưa quý khán giả, bắt kịp xu thế phát triển nền nông nghiệp bền vững cùng với biện pháp canh tác hiện đại vừa cho năng suất xanh, vừa an toàn cho con người và môi trường. Sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt là hướng đi bền vững của nông dân, giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo năng suất chất lượng đến cuối vụ. Đến đây, chuyên đề sức mạnh sinh học kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phối hợp đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang thực hiện chuyên đề này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành hân hạnh đồng hành chương trình này. Sản phẩm sinh học Lakasuto 4SP dùng cho giai đoạn lúa công trái me, giúp lá đồng xanh bền bỉ, vô gạo liên tục, tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông, giúp gạo vô chắc tới cậy, không nhót lúa. Nhận diện Lakasuto 4SP chính hiệu Tân Thành. Quý bà con lưu ý, hãy nhìn mặt sau gói thuốc đúng tên chính xác. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phân phối tại Việt Nam mới là hàng chính hiệu. Lakasuto chắc cậy đầy bông, không lo nhót lúa.